Hello cả nhà. Cả nhà thấy không? Cả nhà bên đường có bán sầu riêng đó cả nhà. Mình qua bên đây mình hỏi coi họ bán 1 ký nhiều. Đây là tới mùa. Đây tới mùa đó cả nhà. Tâm bông hả? Đi chứ. Khoai à? Khoai gì à? Sebab itu apa lah, ini 1 kilo aja, 1 kilo RM10 saja. Tapi ini buat dalam, ada busuk satu. Satu orang ada busuknya, ada. Dia dalam mesti ada rosak sikit. Kaya ya? Kalau awal saya bagi tahu, tapi buat dalam lain semua banyak cetik lagi. Sawi ni. Berapa? 1 kilo RM10. 1 kilo RM10. Ya. 1 kg 10 đồng cả nhà. Cái sầu riêng này sầu riêng quê. Saya boleh bagi dia tengok dalam macam mana. Tay chồng mình. Mau tengok. Ha? Sứ khoai hả? Cái gì á? Trái ly khăn nâu mì á. Mình mua sầu riêng về. Sầu riêng này là sầu riêng quê á cả nhà. Thì sầu riêng quê nó cũng ngon lắm. Cái trái này ngon nè. Cái chưa cơ hậu. Mình lựa sầu riêng á cả nhà. Hả? Mình lựa sầu riêng mình lắc á. Bu giao khàn, bu giao hủy lại chưa chịu của mình xe. À, chơi ly bu giao xe xem. Dù. À, chẳng sẽ còn sẽ dễ tiền hoay đó. Ồ, chăng xe đó. Đi ở đây nè, dạng như nó hư đó cả nhà. Sầu riêng quê nó hư á. Thì nó bán rẻ á. Năng cơ ấy, to sẽ đi kia gì. Cầm bông. Mày lèn ly sư phan. Cái thằng kia là không có hư cả nhà ơi. 16 đồng 1 ký, còn này là hư rồi. Nó hư cái nó bán dạt cho người ta dạng như làm bánh kem á. Gì thấy đông quá. Nó cho mình gỡ ra xem. Bu giao khai nè. Y ly khai. Đây là sầu riêng nó mới lại luôn á cả nhà. Đây là sầu riêng nó mới lại luôn á. Cho nên lại đông ra không? Mình kêu họ gỡ ra một trái. Sầu riêng quê á cả nhà ơi. Ngon ghê ha. Hồi nãy mình lại không có ai hết trơn. Bây giờ mình mua xong cái người ta lại nhóc trơn. Đây sầu riêng ta mới trở lại cả nhà. To sẽ. Ok, mình sẽ về mình ăn, mình review cho cả nhà xem nha cả nhà. Thì sầu riêng của mình á, mua về là cả nhà, mình mua về nhà hai trái này là hồi nãy chồng mình nói là hình như 3 ký mấy là ai, hình như 3 ký mấy á, quên rồi ta. Ui giời ơi, sầu riêng này cả nhà, sầu riêng này là sầu riêng quê, nhìn giống như là vua sầu riêng ha cả nhà ha. Giờ mình cái đít nó giống như vua sầu riêng vậy đó. Nhưng mà không, cái này không phải. Chồng mình nói á, hình như cái này là nó lựa lộn cho mình á. Lựa loại sầu riêng tốt rồi đó. Cho nên họ khui ra rồi cái họ không có đổi lại cho mình được á. Tại vì mình mua sầu riêng quê mà. Sầu riêng quê ở đây ta kêu bằng căm bông liễu lẻn á cả nhà. Đây mình một trái mình đã khui ra rồi á. Còn trái này thì mình chưa có khui. Mình thử coi về nhà mình khui á cả nhà. Coi có dễ khui không đó. Với lại á, mình ăn sầu riêng thì thường á thì mình kêu họ khui ra sẵn, tại vì họ biết khui á cả nhà.
thì mình về khỏi cái khu nó cực á, tại vì sầu riêng này sầu riêng tươi á cả nhà. Ở bên Malaysia á, sầu riêng thì họ sẽ rụng chứ không phải cắt giống như bên Việt Nam mình á cả nhà. Nó rụng rồi sáng họ đi lụm về, họ đi lụm rồi họ đem đi bán á cả nhà. Thì sầu riêng này là sầu riêng chín cây nha cả nhà. Thì cái mình sẽ ăn thử coi cái mùi vị của sầu riêng ở bên Malaysia nó có khác Việt Nam như thế nào, mà nhiều người á họ khen sầu riêng Malaysia ngon nha cả nhà. Wow. Mời cả nhà ăn chung cùng mình nha. Cái này là mình khui ra sẵn rồi nè. Cái trái này thì mình chưa có khui ra cả nhà ơi. Thì mình sẽ lột cái này. Ôi dồi ôi, muối dữ lắm luôn cả nhà. Không ăn cái gì mà cực giống như là ăn sầu riêng. Đây mình để giải nè, mình sợ cái bàn mình nó bị chày á cả nhà. Ăn sầu riêng là phải chảy máu, dễ tách lắm luôn. Sầu riêng Malaysia thì nó ngọt lắm cả nhà. Thấy chưa? Chồng mình đứng đó chồng. Mời cả nhà ăn chung cùng mình nha. Con hình sen không? Anh tính anh dòm. Nó ngon lắm cả nhà. À, cái mùi vị nó hơi nặng, đậm lắm. Nó hơi đắng đắng. Nói chung là sầu riêng Malaysia thì không có sầu riêng nào mà sánh bằng rồi. Mình lựa sầu riêng á cả nhà. Ở bên Malaysia, sầu riêng Malaysia nha, thì mình lựa, mình lắc cái sầu riêng ra, mình lắc á, sầu riêng nó kêu mà lọc 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 bọc ở trong á, là sầu riêng nó ngon, nó khô. Cái này là cách lựa sầu riêng ở bên Malaysia đó cả nhà. Đây, sầu riêng này là sầu riêng quê cả nhà, căm bông liễu đẻn á, cho nên có hạt ngay ở nhà, tùy theo trái. Sầu riêng này là sầu riêng rẻ nhất ở bên Malaysia đó cả nhà, tại vì sầu riêng này á, hồi nãy mình mua là 16 đồng, 16 đồng một ký, là có nghĩa là 5 10 đồng, là 5 5 đồng mấy tiền Việt Nam, có nghĩa là chắc cũng cỡ 70 gì á, 70 ngàn tiền Việt Nam mình ký á cả nhà. Nhà tính thì mình dốt tính lắm. Ngon cả nhà ơi. Ngon lắm luôn, tuyệt vời luôn á. Nó đắng đắng, nó ngọt, mà nói chung là ngọt lắm. Hồi đó mẹ mình qua bên đây á, mua sầu riêng này cho mẹ mình ăn, mua sầu riêng Malaysia cho mẹ mình ăn, mẹ mình phái, mẹ nói sầu riêng Malaysia nó ngon hơn, ở Việt Nam mình nó ngọt hơn, mà cái gì cái mùi vị nó thơm hơn nữa cả nhà. Cả nhà ăn á, nó có cảm nhận như là cái mùi rượu của cả nhà. Sầu riêng này là rẻ nhất rồi đó, một ký cũng 70 80 mà. Còn sầu riêng mắc nhất á ở bên Malaysia là Mao Sen Quẳng. Sầu riêng đó hình như nghe chồng mình nói là ở chỗ mình bán á là 36 đồng hay là 26 đồng gì quên này, có nghĩa là 100 mấy 200 ngàn tiền Việt Nam mình á cả nhà, một ký á nha.
còn ở Việt Nam mình thì một ký nhiêu mình thì mình không biết, nhưng mà tính theo bên này á như vậy là rẻ đó cả nhà. Ở bên Malaysia sầu riêng có nhiều nhiều giá lắm, tùy theo chỗ. Sầu riêng có chỗ ở dưới, tùy theo chỗ cả nhà, nó bán theo giá thị trường á. Cho nên mình nói cái bây giờ mình nói cái giá sầu riêng ở đây là 16 đồng một ký căm bông liễu đẻn. Sầu riêng quê có bạn thì nói ở cái chỗ đó bán giá khác á, cho nên mình tùy theo chỗ mỗi giá thôi cả nhà. Ngon quá. Quá trời đã luôn rồi nha. Bây giờ là sầu riêng đầu mùa á cả nhà, cho nên còn hơi mắc đó. Chứ đợi khoảng tháng giữa tháng 6 á, trời ơi sầu riêng ăn đã đời luôn. Cả nhà tin không, mình ăn sầu riêng mà trừ cơm á, ngon luôn. Mình đợi miếng giải. Các nhà biết không, ở bên đây á, ăn sầu riêng có bí quyết ăn sầu riêng mà không sợ nóng. Mình ăn xong rồi đó cả nhà, mình lấy cái giỏ nè, cái giỏ sầu riêng mình để muối vô, cái mình uống từ từ trong giỏ này luôn nè, nó sẽ bớt nóng, không nóng nha cả nhà. Cái này là bí quyết ăn sầu riêng mà không nóng á. Nhưng mà nhà mình hết muối rồi cả nhà, tại vì nhà mình ít ăn muối với đại đường lắm, đa số là ăn nước tương nhiều. Nhiều khi rửa rau á mình mới xài muối thôi, nhưng mà rửa rau mình cũng xài soda baking này, cho nên mình nói chung là ít xài muối lắm. Ở bên đây á đa số là người ta ít xài bột ngọt giống như bên Việt Nam mình á, muối. Ngon lắm luôn cả nhà. Trái này khui ra, mình khui ra thử coi cái ruột nó có giống như cái sầu riêng này không. Cái này còn á nha cả nhà, cái này mình chừa cho chồng mình muối. Chứ ăn sầu riêng này á mau no lắm. Cái này hai trái không có ăn không có đã đâu nè. Mình sẽ khui cái trái này ra nha cả nhà. Giùm nè cả nhà. Cái nào cũng có muối hết á. Sầu riêng Malaysia, cả nhà có muốn ăn sầu riêng Malaysia là cả nhà phải đi vào tháng này nè. Tháng 6, tháng 7. Mà tháng 6 là tháng đầu mùa, sầu riêng cũng chưa có nhiều nữa cả nhà. Cả nhà khui sầu riêng á, cả nhà có cái đít sầu riêng này cả nhà. Cả nhà đâm vô cái đít sầu riêng. Mà hên xui thôi, sầu riêng dạng như sầu riêng tươi á mình khó gỡ ra lắm. Ôi giời ơi sao nó cứng. Không có miếng vải luôn hả cả nhà. Mình tách, mình đâm vô cái đít nè. Mình sẽ lấy miếng vải này cả nhà. Lột cho lẹ. Mình thì ăn sầu riêng giỏi thôi chứ riêng cả nhà. Ba chồng của mình nghe. Lột sầu riêng hay lắm, tại vì ba chồng của mình bán sầu riêng á cả nhà. Ba chồng mình bán sầu riêng á cho nên ổng lột sầu riêng đệ nhất luôn. Lột sầu riêng hay lắm. Ôi trời ơi sao cái gai này nó cứng quá. Mình phải kêu sư phụ gỡ. Thì hồi nãy giờ mình giặt trái sầu riêng cả nhà, thì mình đã gỡ ra được trái sầu riêng rồi. Nhưng mà gai quá mình bợ lên không được. Sầu riêng này cũng dễ lột. Wow,
siêu đã luôn. Wow, thơm quá cả nhà ơi. Wow. Wow. Thơm quá trời thơm luôn. Ồ, nó đã. Mà trái này nó hơi, nó không có vàng giống như trái hồi nãy cả nhà. Nó vàng lợt à. Cái hồi nãy là vàng đỏ luôn á cả nhà. Trái này ngon hơn trái nãy. Ngon luôn. Mình nghe nói á, hột sầu riêng luộc ăn ngon lắm, nhưng mà mình chưa có ăn luộc qua, mình có ăn nướng rồi cả nhà. Nướng thì cái hột nó trơn trơn. Luộc thì mình không biết nha. Còn vỏ sầu riêng á thì đem đi xào với ớt. Hoặc mình hầm canh. Hầm canh uống cả nhà giống như thuốc bắc vậy đó. Trời ơi. Đã nè cả nhà ơi. Nó rất là thơm luôn. Sầu riêng Việt Nam mình á, nó không có ngọt bằng sầu riêng Thái Lan. Tại vì sầu riêng bên đây á, nó chín cay á cả nhà, nó rụng xuống á, cho nên cả nhà cũng biết rồi đó. Trái cây mà chín cay á, nó ăn ngon lắm. Cho nên nó đặc biệt, cái mùi vị nó đặc biệt hơn sầu riêng các loại sầu riêng khác luôn. Sầu riêng Việt Nam mình á, thì mình nghe nói á, là nếu như rụng xuống á, nó sẽ ăn, nó sẽ không ngon bằng. Nhưng mà sầu riêng ở bên đây á, khác cả nhà. Mình nghĩ là mỗi mỗi chỗ, mỗi khác đó, phải rụng, chín cây rụng ăn mới ngon. Mình ghi chồng mình ăn chung. Mình lắc đầu. Ngại cả nhà. Ngon. Bá cháy luôn á. Muối nữa thôi nha cả nhà ơi. Hồi nãy á, mình mua á, thì có một hồi lúc mình đi á, thì chỗ đó chưa có mở, tại vì chỗ bán sầu riêng đó nhà gần nhà mình à, lộ bộ chắc có 5 phút rồi cả nhà. Mà đường à, lúc mình đi á thì nó chưa có mở, lúc mình về thì nó mở rồi. À, lúc mình lại không có ai hết á cả nhà, cái mình mua cái dạng như chỗ đó bán, chú đó bán uy tín đó cả nhà, cho nên nhiều người lại mua lắm. Mình khui ra mà hư á là chú đó bù lại cho mình á, cho nên mình bán á, mình buôn bán mình uy tín á, người ta thì khách người ta cũng thích. Ba chồng mình á bán sầu riêng á cả nhà, cho nên hả mình ăn sầu riêng đã đời luôn. Có năm nay là mình không có được ăn đã thôi, tại vì năm nay mùa dịch á, cho nên mình không có về quê được á, cho nên mình không có ăn sầu riêng đã đời được. Ăn mà ăn sầu riêng trừ cơm luôn á nha, tại vì ba chồng mình mua sầu riêng rồi bán lẻ cho người ta, cái giá nó rất là rẻ luôn. Dạng như ba chồng mình dạng như bao giường á cả nhà, rồi dạng như nó rụng bao nhiêu đó thì tôi mua hết, đóng mua hết đó. À, bán dạng như bán á, rồi cái mình ba chồng mình bán, cái ba chồng mình lựa ra sầu riêng bên Malaysia có nhiều loại sầu riêng cả nhà. À, D24 nè,
rồi 18 nè. Nói chung là nhiều lắm, dạng như sầu riêng ghép á cả nhà. Mà sầu riêng rẻ nhất là sầu riêng quê nè. Họ kêu bằng sầu riêng quê. Mình rất là thích ăn sầu riêng rừng luôn cả nhà. Sầu riêng rừng á, ăn cái mùi vị nó ngon lắm kìa. Tại vì á, sầu riêng rừng á, họ tứ bằng cái nước suối á cả nhà. Họ chăm sóc, họ bón á, không có phân bón gì hết á. Tại vì họ ở trong rừng á cả nhà, cho nên họ mua phân bón này kia cũng hơi khó khăn đó. Họ tứ, họ chăm sóc toàn là nước suối á, cho nên cái mùi vị sầu riêng của họ rất là ngon luôn. Mình có một cái video mình hồi lúc mà mình mới làm YouTube đó cả nhà, mình có đi mua sầu riêng rừng á, cái trái nó nhỏ xíu vậy nè, nhỏ xíu luôn á cả nhà, ăn nó rất là ngon luôn. Không biết năm nay mình có cơ hội để vô lên rừng để ăn sầu riêng không nữa. Mà sầu riêng rừng rất là rẻ luôn nha cả nhà, mình không biết làm sao luôn á, mà mỗi năm á mình lên chợ nó là mình xách về hả cỡ 20-30 trái luôn á cả nhà, giống như là mua về, giống như là để bán lại vậy đó. Nhưng mà không phải, mình mua về á, mình ăn từ từ ở cả nhà, tại vì mỗi lần lên rừng là mỗi lần khó, cho nên mình mua về mình để từ từ ăn, từ từ á, nứt trái nào là mình ăn trái đó. Như vậy sầu riêng rừng nó không có xịt thuốc á, cho nên ăn nó ít nóng nữa cả nhà. Ngon quá. Mình ăn mà chồng mình đứng kế bên nhìn mình chọc. Mà mình làm YouTube mặc dày lắm ở nhà. Thôi thôi mình ngừng ở cả nhà. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt cả nhà nha, và hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo của mình.